Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ hai bạn đã ngồi cách nhau bức rèm thôi. Các bạn có thể giới thiệu mình lớn hơn cho đối phương cùng nghe nhé. Mời bạn nam. Em là Nguyễn Minh Hải. Em năm nay 28 tuổi và em đang làm việc ở Đồng Nai. Cái nghề nghiệp của em là đang làm bên kinh doanh, là chủ khu vui chơi là để cho các bé là đến là mua vé là chơi. À, làm chủ khu đó ha. Dạ. Quê bạn ở đâu? Là em quê gốc ở Nam Định. Nam Định. Dạ, hộ khẩu đang ở Bình Dương nhưng mà giờ là em đang công tác ở bên Đồng Nai đó. Rồi, mời bạn giới thiệu. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào các khán giả. Em tên là Phạm Thị Lan Phương, năm nay 27 tuổi, em hiện sinh sống ở Biên Hòa. Em làm công việc gì? Em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng? Dạ. Ủa, bạn ở khu vui chơi ở đâu? Dạ, em ở Biên Hòa chị Cát Tường. Biên ơi. Hòa luôn. À, dạ. Khúc nào vậy bạn? Dạ, ở Trảng Dài ạ. Ý gần em. Gần hả? Trời ơi, ý gần em. Rồi. Hỏi ảnh coi khu vui chơi chỗ nào chiều đi chơi luôn. Đúng rồi, chiều đi đua ấy. Hỏi đi em, hỏi đi em, hỏi anh đi. Em ở chỗ nào vậy? Em ở ngay vòng xoay á. Vòng xoay Tân Phong ấy hả? Dạ đúng rồi. Ờ, thế gần mà. Thế có cháu thì đến hộ anh nha. Giờ tới là có lấy tiền không? Dạ không, không những không lấy tiền mà tặng quà luôn chị ơi. Ta kêu tới ủng hộ chứ phải trả tiền quá. Đồng thai với cổ mình mới tình luôn đi. Anh á là nếu mà yêu chính thức thì chưa có, anh chỉ có yêu đơn phương thôi. Nếu mà đơn phương thì anh có 30 tình rồi. Thôi rồi. Ủa sao đơn phương mà dữ vậy, đơn phương dạ, gì? Mà 30 tình này đâu mà đặc điểm chung á. Mà đồng nào hot girl không ạ? À? Thế nên là chính vì vậy nên giờ anh vẫn thế á. Mà người ta có biết là anh yêu người ta không? Dạ, em không biết đó. Rồi có khi nào mình tỏ tình, mình thể hiện tình cảm, mình tỏ tình với người ta không? Dạ có chị. Rồi người ta trả đối đáp lại mình sao? Nó không nói gì luôn chị ơi. Em chưa có mối tình nào mà là thật hết trơn hả? Dạ nếu mà bảo anh yêu em hay em yêu anh thì chưa có. Chưa có. Dạ. Vậy có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ. Còn trong trắng. Còn trong trắng lắm anh. Mày bên kia, bên đàn trai có giá rồi nha. Còn trong trắng. Chưa hung. Em còn ngây thơ. Em còn ngây thơ. Dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua một mối tình. Một mối tình hả? Dạ. Mấy năm? Dạ 2 năm. Vậy có kinh nghiệm trong tình yêu đúng không? Cũng sơ sơ. Anh bên đây chưa biết hôn nữa nha. Chúc em về em chỉ cho anh. Trời ơi, xuất sắc. Em có ưu điểm và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là dễ ăn, dễ ngủ, hòa đồng. Khuyết điểm của em là rất là chậm chạp. Dễ ăn, dễ ngủ là dễ sao? À, ánh gì em ăn cũng được. À. Mà lúc nào đi ngủ cũng được. Đi xe máy em cũng ngủ được. Rồi đi xe máy sao ngủ? Dạ em vừa đi vừa ngủ được. À em chạy hay là ai chạy? Em chạy. Em thích hợp với gió trời. Thành ra cứ đi xe này em ngủ mà. Vậy thì em phải tìm một người nào chở em đi chứ. Nếu mà tại sao không tìm người chở? Em tìm hoài mà không ra. Tiêu chuẩn của em tìm cái người chở là cái người đó phải như thế nào? Có cảm nhận được an toàn thì em sẽ đi. Còn anh lát để anh chở em về cho em cũng vừa thoải mái luôn. Em có thích hát không? Dạ không. Không à? Thế em có thích nghe bạn trai hát không? Dạ có. Hát lớn lên bên kia nghe nha. Mãi bên nhau khi buồn vui, em yêu nhé. Dù có biết đâu ngày sau, dù chẳng mấy ai ngờ mãi thế nào, anh với em chung lối đi về. Em cảm nhận giọng hát của bạn trai bên kia như thế nào? Ấm áp. Ấm áp. Dạ. Thích không? Dạ cũng thích. Rồi mình... em đặt ra tiêu chuẩn tìm bạn trai như thế nào, có khó không? Dạ không, dễ lắm. Rồi dễ sao, những tiêu chí như sao đâu? Biết lắng nghe, chia sẻ, rồi quan tâm em những lúc buồn phiền mình thì có người để an ủi động viên. Những cái gì em không thích ở người bạn trai? Em dễ lắm chị, cái gì em cũng thích hết. Trời đất, sao cũng thích hết. Dạ đúng rồi. Vậy sao đó giờ sao được không được, không có, không tự tìm bạn trai cho mình? Tại vì em không thấy được. Hả? Em không có mẫu người nhưng mà em thấy được thì nó được. Trời ơi, cái vậy mới khó đó. Cao, thấp, mập, ốm gì không quan trọng. Không, nói chung chỉ nhìn là được. Miễn nó được là được. Rồi, dễ quá. Mà được thế nào thì nó cũng chưa biết được. Cái này kìa, em thích mẫu hình lý tưởng của bạn gái em như thế nào? Dạ, nếu về ngoại hình thì em chỉ cần 1m55 sượt đổ trở lên thôi. Cũng không quá mập, hiền lành, chịu khó, là vào biết nói chuyện. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Thích như là Minh Hằng á.
cũng chị cũng thích hot girl nữa. Ba mối tình đơn phương rồi mà cũng không rút kinh nghiệm mà. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Em không thích lười biếng, ít nói. Ít nói? Dạ. Thấy cô kia ít nói không? Không, em thấy cũng bình thường ạ. Vậy thấy cũng ổn đó. Ổn là mà ổn. Ổn gì trơn á. Chà chị ạ. Dễ mà. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m68 ạ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là em chịu khổ được, biết nấu ăn, biết hát ạ. Biết hát hồi nãy nghe rồi. Em không thích cái gì ở bạn gái? Thì em vừa nói với anh Quỳnh Linh là không thích bạn gái mà hay lười biếng ấy, hay trang điểm về. Thì mình có nhịp chân sao làm gì mà ngồi nhịp chân hoài vậy? Dạ lâu lâu được, chưa bao giờ được nói chuyện người nổi tiếng, hơi run đấy ạ. À, mà cái khu vui chơi đó là của ai? Dạ là của em. Dạ. Em thuê mặt bằng ở bên đó là để kinh doanh. Cái đó là khu vui chơi dành riêng cho con nít hay là người lớn chơi được không? Có mấy trò chơi cho người lớn không? Có, thu nhúng đó, người lớn chơi cũng được vậy. Có con nít anh ơi, nhúng nhúng hư đồ của mấy đứa nhỏ hết. Mình có phải làm dâu gì không em? Làm dâu á? Ừ. Giờ thì em cũng đã có nhà ở bên Bình Dương rồi á. Ừ. Nếu mà em chịu thì có thể là về đó ở đâu mà. Hoặc bây giờ ở ngay Đồng Nai với em cũng được. Là tùy bạn gái, bạn gái muốn ở đâu cũng được luôn. À, chiều luôn. Tùy bạn gái chiều luôn ha. Dạ. Có mấy lúng đồng tiền rồi, dễ thương quá ha. Ông chủ nhỏ ha. Trai tuổi trẻ tài cao ha. Nhưng mà chị hỏi em một câu nữa nè. Thích gái đẹp lắm hả? Giờ thì em cũng phải sửa rồi. Vợ đẹp là vợ của người ta. Vợ đẹp là vợ người ta hay xưa rồi. Trời đất ơi, ai không khoái vợ đẹp? Vợ đẹp là vợ của mình. Bậy bạ. Vợ mình thì không thôi. Về bệnh đi. Bệnh một. Có tím vợ đẹp kệ ta đúng không? Có lo em. Mình phải bản lĩnh giữ đúng không anh? Đúng rồi, mình phải bản lĩnh mình giữ cái đẹp chứ. Hả cô gái, quá đẹp. Bên đây anh có nhiều cái thuận lợi lắm em ha. Chủ nè, có nhà riêng nè, hot boy nè, trong trắng nè. Muốn ở rồi ở luôn, thoải mái, dễ thương lắm. Em có yêu cầu gì về đàn trai nữa không? Dạ không, từ từ yêu cầu sau. Em có thích lãng mạn không? Dạ không. Không thích lãng mạn? Dạ không, em thích thực tế. Thích thực tế? Dạ đúng rồi. Em có ghen không? Sơ sơ. Có muốn làm chủ chồng không? À không. Không không? Dạ. Được. Chứ mấy người giờ hay làm thích làm chủ chồng luôn. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em được đi rồi. Với chị gái em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người. Em là chị gái của Phương. Thì Phương ở trong nhà thì ngoan, vui vẻ, em nó hơi nóng tính một tí, không có thích sự nói dối. Em của chị không có biết nấu ăn. Dạ em cái đó em lại nấu ăn rất tốt đó chị. Nhưng mà em mà thích cái đẹp và chị không thích em. Dạ. Thì em cũng sửa rồi mà chị. Anh trai đi với ai? Em đi với chị họ của em ạ. Chị họ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị họ của Hải. Thì em có nhận xét như thế này nè. Hải là một người hiền lành, tốt bụng và nó rất là chịu khó làm ăn. Đó, còn riêng về cái tính tình thì nhút nhát. Nhưng mà hôm nay ở đây thì nói nhiều nhưng mà ở nhà thì rất là ít nói. Qua chương trình này thì hai bạn có tạo cho nhau cơ hội để nếu mà được thì mình tiến tới cái tương lai lâu dài hơn. Tí nữa hai bạn gặp nhau tìm hiểu thì mình tự quyết định nha. Hai người sẽ trực tiếp trò chuyện với nhau để quyết định. Kéo mà. Mời hai bạn. Thằng đứng yên đó luôn. Rồi nhìn cho kỹ đi em, được không được? Được không, cứ nhìn đi, nhìn cho các em nhìn 15 giây hay 30 giây gì đó. Nhìn cho kỹ, nhìn thẳng vào mắt nhau luôn. Nói gì, khoan nói gì hết. Chúng ta trò chuyện với nhau đi nha. Em có hay đi xem phim hay là siêu thị không? Trời, sở thích của em, anh thấy em sao? Em có vẻ cũng ít nói. Nên là... Cũng không ít lắm đâu. Nhìn vậy thôi. Nhìn vậy thôi hả? Dễ gì ít. Thôi em hẹn hò với anh nhé. Gì nhanh vậy? Hỏi của mình hẹn hò sao mình dự định đó mà. Anh em là cũng ở gần thôi. Thì làm từ một ngày đó, ngày nào đó mà thời gian của chúng ta đều sắp xếp được á, anh có thể mời em đi ăn rồi xem phim đó, và chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Ủa, công việc của anh hầu hết vào ban đêm? Đúng rồi. Anh làm từ 4:30 đến 10 giờ. Không sao, em ra đó em chơi được. Chơi được không? Anh, nhưng mà hình như anh hơi nhỏ á. Hay là do em to không biết nữa. Người nhỏ. Gì mà nhỏ gì?
vừa mới gặp anh hơi nhỏ. Em có ở dâu được không? Cũng được. Cũng được. Em chăm chỉ lắm, sao cũng được hết. Nghe con này là thích rồi. Em có thích đặc biệt con trai con gái gì không? Dạ không. Em con nào cũng được không hết đúng không? Anh cũng vậy. Anh không quan trọng mà trai gái đâu. Mà con gái thì càng tốt hơn đó. Nó đẹp giống em. Nói gì thể hiện tình cảm của mình trong cái lần đầu tiên gặp mặt nhau? Bạn trai nói trước đi, nãy giờ em nói nhiều hơn rồi đó, nói luôn đi. Anh thấy em á, rất dễ thương. Vậy cũng hợp với anh. Thì sao? Nói chưa, trời ơi. Thì... cũng xui anh em. Dù gì cũng đâu quá. Cả cả bố mẹ gia đình anh á, cũng là ông đang cần lắm một người con dâu rồi. Giống mày em ghê á. Nhưng mà đúng là như tính chất công việc của anh á, đôi khi là hơi khó làm quen bạn gái nữa. Thì như mình đã có duyên ở đây rồi á, thì anh em mình có thể là tìm hiểu nhau đi. Nhưng mà nãy bà chị nói không có hợp thì nói đi. Thấy em chị có đẹp không? Là đẹp ạ. Nếu như sau này nó không đẹp được giống gì nữa em còn thương nó không? Tuy nhiên là vẫn thương như chị. Nếu mà một khi mà đã tìm hiểu nhau mà đã đến được với nhau á, thì vẻ bề ngoài về sau không quan trọng nữa. Cứ cho em cơ hội đi, bây giờ em xin chị cơ hội đó. Chị không cho em cơ hội được. Em của chị sẽ cho em cơ hội, chị không cho em cơ hội được. Bạn gái không muốn nói gì với bạn trai không? Một câu. Thì mình sẽ tìm hiểu nhau. Rồi cảm ơn em. Quyết định gì luôn đó hả? Quyết định được. Mà khỏi bấm nút luôn đi. Nhanh gọn lẹ. Làm gọn quá. Bấm nút là vấn đề hết sức là quan trọng. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ xem có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Rồi hãy bấm nút các bạn nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Đây là chuyện rất thiêng liêng. Suy nghĩ cho kỹ, nhắm mắt lại. Chúng ta quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Tôi thấy ông cầm cái nút bấm mà tôi biết ông bấm không được rồi, tôi để vậy luôn. Hết hồn luôn vậy hả? Anh bạn khai hết hồn. Nè, xong luôn rồi thấy chưa? Xong luôn vậy? Em nói đúng. Ủa chưa cho nắm tay rồi nắm hồi nào hay vậy? Nắm luôn đi, buông ra chi? Có cái nút bấm lớn mà bấm mà cũng không được, nó thiệt chán ghê luôn à. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux. Và đây, tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Senton. Máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá sản phẩm là 7 triệu đồng. Và em đặc biệt rất là thích những người không có nét đẹp đại trà. Xấu cũng được nhưng mà phải đọc. Thôi giống chạy chưa chị? Đó là niềm vui đầu tiên ở cặp đôi này thưa quý vị. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Thả Mai. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, trước tiên em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và em chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Minh Ngọc, dạ em 29. Công việc của em là kỹ thuật viên xét nghiệm, nhưng hiện bây giờ em đang đi học tên văn bằng 2. Quê em ở Tây Ninh. Học xong ra gì bạn? Dạ ra bác sĩ. Bao nhiêu năm nữa? Dạ còn 2 năm. 31 người ta sẽ là bác sĩ đấy nha. Rồi bên kia giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Chào bạn nam, em tên là Nguyễn Quỳnh Như, năm nay em 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là nhân viên kinh doanh và có một công việc chạy thêm ở trung tâm luyện chữ nét hoa. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là không có bánh bèo, rất là quyết đoán và dứt khoát. Khuyết điểm của em là hơi có giờ dây thun một xíu. Thun cỡ nào, giả tỷ như giờ hẹn? 15 phút thôi. Có cũng đà. Chưa đến dạ. Nỗi ha. Em gái, em có được mấy mối tình rồi? Dạ, hồi trước giờ thì em có đơn phương 2 mối tình. Đơn phương thôi chứ chưa có mối tình là chính thức hết hả? Dạ đúng rồi. Lúc mà em định viết thư tỏ tình người ta thì em thấy người ta đăng avatar các bạn gái rồi. Cho nên em đố thư luôn. Đố thư luôn? Người đó rất là không có đẹp trai đâu, nhưng mà có cái nét độc. Và em đặc biệt rất là thích những người
không có nét đẹp đại trà, mà phải có cái gì đó của riêng mình. Xấu cũng được nhưng mà phải độc. Trời ơi, vừa xấu mà vừa độc nữa chắc chết quá. Độc là độc sao em, ví dụ? Dạ, nét đẹp lạ đó chị. Nhìn gương mặt thì phải hài hài xíu. Mặt nhìn lạ. Mắt cười à, là mình thấy buồn cười liền, không có nở giận lâu. À, Linh thấy mặt bên kia có mắt cười không Linh? Cũng mắt cười mắt không? Cười. Bạn trai thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em có 2 mối tình chính thức cách đây 5 năm rồi. Kéo dài bao lâu? Dạ, được 2 năm. 2 năm, lý do sao chia tay em? Dạ thì do cái quyết định em đi học cái giai đoạn 2 với một quyết định nữa là người nhà nó là không hợp tuổi. Nhưng mà em chia tay hay là cô kia? Cô kia. Vấn đề quan trọng bây giờ chúng ta tìm một cái người yêu như thế nào? Dạ, em thì em thích một người năng động, hòa đồng và cá tính, không cần đẹp. Độc luôn. Độc, xấu lạ. Hai người này độc độc không hả? Em không thích điều gì ở bạn gái? Bánh bèo quá chị. Tức là đừng có nữ tính quá. Tức là nhõng nhẽo hay là... Cô kỳ vậy ta? Ta lấy vợ thích nữ tính. Bên đây gật 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 gật. Cô này hồi nãy cô nói cô không có bánh bèo. Được. Nhưng mà về ngoại hình á, có cái mẫu người lý tưởng giống ai hay là thích ai gì không? Thôi giống chị rồi chị. Chị là vừa đẹp vừa độc nữa em ơi. Rồi giờ tới phiền em nè. Em có cái tật xấu gì không? Em hay hát lắm, hát mọi lúc mọi nơi. Tức là gắn tai nghe vô là em có thể đi lố đường ra tuốt đại lộ luôn á. Không, mấy người hát gắn phone vô là ưa hát dở lắm em. Tại gắn vô đâu biết hát gì đâu. Trời lừa trái, lừa trái, trời đất ơi. Hát xong bao nhiêu người đang dòm mình luôn. Dạ đúng rồi đó, anh giống y chang vậy luôn. Vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, y chang vậy luôn á. Mà em hát thể loại nhạc gì? Dạ nhạc nhẹ cũng có, nhạc rock cũng có, mà nhạc... Rock luôn. Vậy rock em làm nhẹ nhẹ. Rock cho chị coi, em rock coi. Bên này thích độc, lạ. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần cuộc đời như lân lân, như lân lân không ai ngăn. Ồ ta về trong mơ, về trong mơ. Hay, nhảy này đâu phải tật xấu đâu. Nhưng mà chị đang hình dung lúc em hát em feel thì chị đang hình dung. Em hay bị, em đi karaoke em hay bị người ta quay clip dùm hàng lắm. Độc lạ, tôi chịu. Hai chị em hợp ghê á. nghe bạn nhạc rock bên bệnh em cảm thấy như thế nào? Dạ cũng cá tính. Cá tính. Em có vẻ điềm đạm ha, nói nhỏ dễ sợ. Bác sĩ tương lai mà. Mình là đa khoa hả em hay sao em? Dạ đa khoa chị. Mình có dự định gì cho tương lai không? Ví dụ như mình bao lâu nữa mình lập gia đình? Lập gia đình xong mình ở đâu? Dạ thì về Tây Ninh cũng được, có thể là ở với mẹ nếu bạn nữ thích làm dâu. Còn mẹ em rất là dễ, có trước khi đi tham gia chương trình em có hỏi mẹ nếu lỡ người ta bắt con làm con rể cho mẹ. Cái mẹ nói thì thôi mình đi. Vậy là mẹ cho đi phải không? Mẹ chịu mà em chịu không? Dạ chắc được luôn đúng không? Bác sĩ mà ở đâu làm gì cũng được hết, trời ơi, mở cái phòng mạch tư nhân ở nhà bác là ngon. Ở đâu chích cũng được, có chỗ là chích à, đúng không em? Yên tâm, được được. Trời ơi, đây là sáng giá lắm á nha. Ta còn 2 năm nữa đó, em nhắm đi làm có lương nuôi đi. Em mốt bác sĩ nuôi lại. Học xong mới cưới đúng không? Dạ. Vừa lấy bằng là vừa có vợ luôn. Dạ. Được rồi. Hợp lý mà, bên đây cũng mới 23 tuổi à. Chào em gái, anh bên đây nó rất là hiền, trầm tính ha. Dạ. Em hình như rất là sôi nổi ha. Dạ đúng rồi. Em như cái tính cách giống như Cát Tường á. Vậy mới nó hòa hợp. Khùng khùng chút xíu vậy đó. Đọc, đọc, đừng dùng từ khùng. Đọc. Hồi nãy anh mà thấy cổ hát chỗ cái miệng cũng đã lắm. Một hồi. Nè, vừa bây giờ mở màn qua. Dạ. Em gây ấn tượng mà em hát liền nha, vui mà nha. Nhưng mà anh phải hòa nhịp với em chứ. Anh hòa luôn. Dạ. Em thích lãng mạn không? Dạ không, nhiều khi em cũng thích người con trai phải hơi phủ một xíu. Phủ hả? Tức là ý là nếu mà ví dụ như em mà có người yêu á, em mà nhắn tin nói là em nhớ người đó thì người đó đừng có nói mấy cái câu lại như là anh cũng nhớ em lắm. Em không thích vậy. Em nói là kệ em. Ủa nay em bị gì vậy? Hoặc là kệ em chứ. Em thích như vậy hơn. À vậy đó hả? Dạ. Dạ vậy đó. Thích đâu. Ví dụ như em nói là em yêu anh nhiều quá. Anh trai nó bật hùng hả? Dạ. Hoặc kiểu như bên kia bác sĩ, bên đây người ta nhắn tin anh ơi em đang chóng mặt quá kệ em, được không? Cái đó thì không được, cái đó liên quan tới vấn đề sức khỏe. Sức khỏe đúng rồi. Còn cái gì mà nói về tình cảm thì có thể phủ được. Thôi một người thích phủ lạ quá. Không được đó, anh thấy cô đây cũng cá tính đó em. Bây giờ mình hỏi thăm người nhà coi đánh giá thế nào ha. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh họ và bạn thân. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi chào em. Em là anh trai của Minh Ngọc. Theo anh á thì anh thấy bạn nữ bên này rất là vui tính và rất là dễ thương. Đọc đọc đọc.
Dạ, anh thấy là hợp với em á, em gái à. À, dạ. Anh em của anh á là không có bị vô duyên đâu, em yên tâm. Rất là đúng gu của em á. Em có đi vai không? Dạ có, em đi với một người chị cũng là bạn thân và em rất là tin tưởng vào cái nhận xét của chị đó. Rồi, chào xin chị. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Chị thì chị thấy anh bên này thì trầm tính, nghiêm túc, ảnh cũng có hương mặt đọc nếu mà nhìn mặt ảnh có mắc cười không? Nếu mà ảnh mở miệng ra cười thì sẽ thấy rất là mắc cười, còn ảnh không mở miệng ra cười thì sẽ không thấy mắc cười. Anh không cười là coi như bên đây khóc luôn. Dạ, đúng rồi. Mình hy vọng là khi mà mở màn ra thì bạn nam bên này gán cười cười nhiều xíu. À, hồi nãy em mình có nói việc là em mình thích bạn trai cũ, nhưng mà sự thật là nếu như bạn thử quên một ngày hẹn hò hay là một cái cột mốc quan trọng nào đó thì bạn sẽ thấy được em mình phủ lại bạn như thế nào. Trời ơi gì hù dọa vậy trời. Cái ghê vậy. Hồi nãy anh nghe vô phủ anh tưởng nó ngon, nhưng cuối cùng không phủ, phủ người ta là phủ lại. Là hơi mệt rồi đó. Rồi bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau. Ráng kéo nha. Màn lên. Cố gắng nha, cặp mày được là cười. Vui lắm nè. Cười lên, cười. Bắt đầu. Hát đi em, hát đi. Nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong anh từ cơn gió bay qua. Có mè nữa. Hay quá. Bác sĩ được, đó. Được không em? Đọc không em? Dạ chưa. Có bè đó em. Dạ em có không? Mắc cười không em? Dạ cũng cười. Mắc cười ha? Dạ. Bác sĩ hơi thiếu ăn chút, chắc là lo học quá. Phải nuôi sao cho mập chút. Nếu mà đi học như vậy thì anh sắp xếp thời gian hẹn hò như thế nào? Có thể anh sắp xếp một tuần cũng xuống, hoặc là hai tuần, hoặc là một tháng. Trời ơi, cái gì mà thời buổi giờ mà một tháng. Một tháng gặp nhau một lần hả anh? Thì theo em nghĩ thì quan trọng là ở trong tim mình có người ta hay không thôi chứ. À nhưng mà em thì lại thấy là cái việc gặp mặt thì nó cũng quan trọng á. Một tuần ít nhất cũng phải hai lần. Sắp xếp một tuần hai buổi được không? Chia sẻ bác sĩ. Thì chị nó thứ bảy chủ nhật tới chị, tại vì thứ hai thứ ba thì chẳng hạn như hôm nay thì em phải xin thầy em nghỉ mấy ngày thì nói chung thông cảm cho người ta, còn hai năm cuối mà ráng đi em, đầu tư bác sĩ em nhiều thời gian học lắm, ráng đi chịu. Ừ đi tuần hai lần thôi, năn nỉ mà thiệt mà. Mà em có hay đi đi phượt không? Đi dạ. đi chơi bằng ô tô? Dạ có, em rất là thích đi du lịch á, cho nên là nếu mà yêu nhau thì chắc khoảng một năm phải đi 2-3 lần á. Nói anh không thích đi. Dạ không anh Quyền Linh, phủ ngủ đúng không? Phủ không, phủ cái đó là em không chịu đâu. Ủa em thích đi luôn hả? Em đi từ nào giờ em đi một mình không chị? Anh đi những đâu rồi? À mới đây thì anh đi Quy Nhơn. Quy Nhơn. À Nha Trang. Nếu mà sau này anh tốt nghiệp thì anh tính là làm ở Tây Ninh hay là ở đây à? Thì có thể là ở Tây Ninh cũng được, hoặc là ở Sài Gòn cũng được. Hiện giờ anh đang sống với ai anh? À hiện bây giờ thì anh đang sống trên Đắk Lắk một mình. Ủa tại sao trên đó em? Dạ em đi học văn bằng 2 trường đại học Tây Nguyên. À vậy à? Giờ mình tính cái nước hẹn hò mới quan trọng đó, đúng rồi đó. Hèn chi hồi nãy nói 1 tháng gặp 1 lần. Đúng rồi. Thì nếu được thì em có thể là cuối tuần những cái ngày trong tuần thì chắc hơi khó. Em rất là ngại cái việc yêu xa. Dạ. Là em muốn một người tức là phải ở bên mình á. Không cần phải kè kè bên mình suốt ngày. Nhưng mà ý là phải có thời gian gặp mặt và nói chuyện, chia sẻ. Còn về cái việc mà yêu xa mà thường là nói chuyện với nhau bằng tin nhắn đó, thì em cũng không có muốn như vậy. Tại vì em rất là không thích phải nhắn tin với người mình yêu, mà em muốn gặp mặt người đó. Thì em nghĩ là nếu mà yêu nhau thì anh cũng sẽ có cái cảm giác là muốn gặp người đó hoài luôn á. Thì đúng rồi. Dạ. Em hay nói gì chứng minh cho cô ấy rằng mình sẽ làm tất cả vì cô ấy? Anh không hứa. Tại vì thường người ta nói là hứa nhiều là không được bao nhiêu. Dạ. Nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức, sẽ mang đến niềm vui và cái hạnh phúc cho em. Tại vì trên cái con đường của anh đã từng đi á, thì cái yên xe sau của anh nó trống quá nhiều rồi. Anh không muốn nó còn trống như vậy nữa. Rồi, hết thời gian.
Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Suy nghĩ thật kỹ. Cơ hội chỉ đến một lần và phải cảm nhận bằng trái tim của mình. Một cô gái rất là năng động, rất dễ thương, rất là cá tính. Một chàng trai có tương lai cũng tươi sáng, rất là hiền hòa, cũng biết đối nhân xử thế. Quan trọng là các bạn có vượt qua cái con đường xa, thật xa đến với nhau hay không. 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Anh rất là tốt. Em cảm nhận được anh là một người rất là chân thành luôn. Nhưng mà thật sự thì cái khoảng cách nó quá xa. Và em... Anh biết mà. Dạ. Nên là em hy vọng là sau chương trình này anh sẽ tìm được một nửa của mình. Và em tin là nếu mà anh tìm được một nửa thì người đó sẽ rất là tốt. Dạ. Cảm ơn. Bạn trai có biết rằng trong cái câu chuyện vừa rồi bạn gái sẽ không bấm nút không? Dạ, khi bạn ấy nói như vậy là em đã hiểu rồi. Tại vì những người cá tính họ đã quyết rồi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tại sao bạn lại bấm nút? Tại vì em vẫn hy vọng một cái phần trăm nhỏ nhoi nào đó. Rất thích cái cá tính đó của bạn, rất trân trọng. Đấy, bạn Huyền Hòa, tôi rất thích những điều đó. Biết rằng đối phương không bấm nút, mình vẫn bấm nút. Mình rất tiếc cho hai bạn. Nhưng mà đó là sự quyết định của cả hai. Biết đâu, 2 năm nữa chúng ta lại gặp lại nhau. Hai năm nữa em vẫn chưa lấy chồng. Anh ấy về thành phố. Biết đâu chúng ta lại gặp nhau, rồi lại bấm nút với nhau. Đúng không? Biết đâu được, điều gì có thể xảy ra cả. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Xin mời nhà gái. Rồi, xin mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái biết. Lời đầu tiên thì xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, cùng các bạn trong khán phòng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bùi Văn Quang. Hiện nay đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Chức vụ của em thì hiện tại giờ là thợ sửa chữa vũ khí bộ binh. Chức ở quân hàm thì đại úy. Em năm nay thì 43 tuổi ạ. Rồi bây giờ bên nhà gái mình dõng dạc lên, mình giới thiệu về bản thân mình đi nào. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Hà. Nghề nghiệp của em là kế toán. Em sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Em 45 tuổi. 45 tuổi, kế toán, đang làm việc ở Tây Ninh, tên là Hà. Hà Khoan Khoan. Khoan Khoan. Như vậy là bạn bên kia nhỏ hơn bạn, bên đây 2 tuổi. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Khoan nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho đàn gái nghe. Mình nói lớn lên là Khoan nói đúng như rồi. Ngoài, ở ngoài quân trường vậy đó. Về cái ưu điểm của tôi thì lập trường luôn vững vàng và luôn cầu tiến. Trong công việc thì luôn siêng năng chịu khó. Với gia đình thì luôn luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Có điểm yếu nào không Khoan? Dạ có. Bây giờ thì cũng báo cáo với anh Quỳnh Linh với quý vị, thì ngồi ngay tại đây thì cũng đã biết yếu rồi. Thì cái gì thì cái, nói gì thì nói. Về cái hậu phương nó rất là quan trọng. Một cái người phụ nữ và người ta ở phía sau mình là người ta sẽ giúp đỡ được cho mình, để cho mình làm tốt được cái nhiệm vụ của người chiến sĩ. Thì đấy là một cái điểm yếu. Mà đằng sau người ta nói nôm na như dân gian, người ta thường nói nhất vợ nhì dời á. Khó. Cái gì cũng có, phải là có người phụ nữ để mà chăm sóc cái hạnh phúc của mình, lo lắng và quan tâm, chia sẻ với mình, đồng hành với mình để giữ gìn cái hạnh phúc mà lâu dài nhất. Rồi nhà gái, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là chăm chỉ, biết lắng nghe. Còn điểm của em là nấu ăn không được ngon lắm. Rồi vậy thôi đó hả? Còn khuyết điểm gì nữa không? Hay nóng tính. Nói hoài mà người ta không nghe thì mình nóng tính. Nóng mà la hét sùm đập đồ. Dạ không đập đồ, tại vì đập đồ nó thiệt hại. Không bao giờ đập đồ. Đúng rồi, kế toán mà. Dạ. Một món đồ bao nhiêu tiền là mình biết hết đúng không? Dạ. Rồi em có tin người không? Rất dễ tin người. Tin người là tin về lời nói thôi, chứ là tiền bạc thì không tin được. Đường tình duyên sao em gái? Dạ đường tình duyên thì thương, cũng có thương người ta, nhưng mà người ta không thương mình. Tại vì người ta nói mình về chiều cao nó không được cao, hay là giờ người ta khó quá mình... Người ta khó quá hả? Dạ. Nhưng mà ý là em có thương mấy người rồi? Có thương 2 người. Ta nói là hơi nhỏ con. Ừ, cả 2 người luôn. Đó là lý do chia tay nhau.
với lại người ta nói mình, người ta không vừa lòng mình, cái điểm gì mình cũng không biết. Có thể là người ta nói mình hơi cứng rắn, làm cái nghề kế toán là hơi cứng rắn, cứng rắn con người khô khan đó, đúng không? Vậy là cái người mà cái mối tình mà gần đây nhất là em chia tay bao lâu rồi? Dạ em chia tay cũng mấy tháng, tại vì người ta nói là em quen ai người ta cũng cứ chờ không, mà em thiệt ngày càng lớn tuổi cứ chờ, em không biết chờ tức đến là bao giờ. Bây giờ em muốn lập gia đình đúng không? Dạ. Tức là lý do chia tay là coi như là người ta cứ lập lờ người kiểu ta đó, không đúng có không? không có muốn mình á, người ta không muốn cưới mình ha, là người ủa ta nhưng không mà quen mình. Bao lâu mà mới chia tay mấy tháng rồi em gái? Quen 2-3 năm rồi anh, tại vì mình cứ chờ người ta hoài mà chờ hoài không được thì rồi em gái. Dạ em quen hai người thì người nào cũng kêu em chờ hết á. Quen 2 tháng bây giờ em lên đi tìm người yêu luôn? Không, em đăng ký từ cái lúc mà quen người ta là em đăng ký từ năm 2017. Trời ơi, 3 năm rồi. Quen qua ai luôn, người ta cũng không cưới em. Thì em mới chạy xuống chương trình này mấy lần rồi. À, vậy tội nghiệp dạ. Em có gì không? Em quen ai cũng kêu em chờ hết á. Tội nghiệp không? Nay đừng có nói em chờ nữa nha. Nhưng mà hai mối tình kia là em yêu sâu đậm chưa? Dạ, thì mình thấy mình lớn tuổi rồi, mình cũng lập gia đình, cũng thấy người ta mình muốn lập gia đình cho nó ấy, tại vì lúc mà còn trẻ thì ráng làm việc, rồi bây giờ lớn tuổi mình giật mình lại là mình muốn lập gia đình thì mình giờ thực sự là cô ấy muốn có gia đình để gọi là yên bề gia thất đúng không? Dạ. Đường tình duyên cũng trắc trở, đường tình duyên của chú bộ đội này có trắc trở không? Dạ không ạ. Không hả? Có mấy mối tình rồi? Dạ chỉ có một, em chỉ có một mối tình, một mối tình người vợ quá cố của em thôi ạ. Thì cũng báo cáo với anh thì em là cái người có gia đình, vợ em thì là cô giáo. Như vợ mất lâu chưa? Dạ vợ em mất 2017 ạ. Rồi đồng chí có mấy cháu? Dạ em bây giờ hiện tại là 2 cháu. Cháu lớn bao nhiêu tuổi? Cháu lớn hôm nay là 17 tuổi, đang học lớp 11 ngay trường. Cháu nhỏ? Cháu nhỏ hôm nay là 11 tuổi. Là ở với ai? Bây giờ hiện nay là đang ở với em ạ. À ở với em. Vâng. Là vâng. Em đang ở Tây Ninh luôn. Vâng. Là Tây Ninh em ở với ai nữa? Em ở Tây Ninh thì em chỉ ở một mình với 2 con ạ. Nhưng mà một con thì bây giờ đang học ở thành phố. Gà trống nuôi con. Em có nghe tình trạng của bạn này không? Sao suy nghĩ sao nè? Có bị ngại cái chuyện là anh đã có 2 con chưa? Có con ngại không? Có con thì cũng không sao, nhưng mà em sợ là cũng như là những đứa bé đó còn nhỏ đó thì cần cái sự chăm sóc của cha nhiều hơn đó, thì người đó nó không quan tâm tới em. Cái vấn đề là do mình hết. Các cháu nó đã có 3 rồi nhưng nó thiếu mẹ. Thành ra nếu mà em hay á là em là mẹ của tụi nó luôn đó. Thực sự mà cái điều đó là do mình hết. Hiểu chị không? Anh này là bây giờ anh đi tìm vợ, trong khi em á, hai người kia cứ kêu em chờ hoài, trong khi em lại đang đi tìm chồng, đúng không? Dạ. Yeah. Chị nói cái này là ông tơ bà nguyệt rồi. Nói nghiêm túc luôn ha. Thôi bây giờ vậy đi, mình hỏi đi với ai đi, để hồi cho các bạn gặp mặt nhau rồi tự các bạn sẽ nhận được tín hiệu của nhau ha. Ừ. Em đi với ai? Dạ em đi với thủ trưởng và các đồng chí của em ạ. Xin chào hai MC anh Huyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào hai anh chị. Tôi tên là Quỳnh Trung Hậu, phó chủ nhiệm phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy sư tỉnh Tây Ninh, thủ trưởng trực tiếp của đồng chí Khoan. Nói về đồng chí Khoan, công tác trong quân ngũ cũng khá lâu và đồng chí đã tự mình vươn lên. Gia đình đồng chí ở ngoài Thái Bình nhưng mà một thân vô đây lập nghiệp. Về công việc thì đồng chí cũng rất là tận tâm. Ngoài cái nhiệm vụ chính được giao, đồng chí còn có nhiều cái tài lẻ nữa. Mong muốn là đồng chí có một cái người bạn gọi là đồng hành chia sẻ trong những cái khoảng đoạn đường còn lại. Chị bên đây thì theo cảm nhận của tôi thì thấy chị cũng hiền, chất phác. Và được cái lợi thế là chị cũng công tác ở tỉnh Tây Ninh. Yeah. Nên thành ra là cũng mong muốn là hai anh chị sớm là có một cái điều gì đó nó vui, báo tin đến chúng tôi và cũng như tất cả các đồng đội ở nhà. Xin cảm ơn. Yeah, cảm ơn thủ trưởng. Em đi với ai vậy? Em đi với gì em? Xin chào hai MC Quyền Linh với cô Hồng Vân. Dạ, chào gì?
Thì tôi là dì của Ngọc Hà. Dạ. Thì tôi nhận xét cháu tôi như thế này. Từ hồi nhỏ thì tuổi trẻ thì nó chỉ biết là thích đi làm ăn, lo làm ăn, rồi kiếm tiền, mà nó không nghĩ tới cái tương lai. Rồi bây giờ thấy nó lớn tuổi thì gia đình cũng đốc thúc nó đi lập gia đình để có một chỗ nương tựa. Xin lỗi kêu bằng cháu nha. Thầy cháu Khoan bên đây. Tôi nhận xét chú thì cũng trong cái môi trường của bộ đội thì cũng nghiêm túc, chân thật. Dì cũng nói như thế này, nếu mà con chia sẻ con thương con chồng thì con chồng cũng thương lại con. Con cho đi thì con sẽ nhận lại. Chị có ý như vậy thì cái này là cũng do nữa hai đứa quyết định. Cảm ơn dì. Hay quá, dì nói quá hay luôn. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Nào, đại quý Khoan. Anh chào em. Dạ. Anh, lần đầu tiên mới gặp em, anh tặng em bó hoa xinh tươi. Dạ. Em cũng làm trợ lý cho. Anh, từ từ thẳng từ từ với anh thì cũng không có gì ngoài cái tấm lòng chân thành. Dạ. Anh mong muốn em đón nhận. Dạ. Cái gì á, Khoan tặng cái gì nói đi Khoan. Dạ. Cái đó là cái gì trong cái hộp đó? Còn cái đồng hồ ạ. Mở mở ra đeo. Đây đúng cái này rồi. Đây. Đó. Anh tay trái tay phải. Một cặp đó. Luôn. Bóp cho nó chặt cuộc đời vô. Quá trời đẹp rồi. Hợp không? Quá đẹp luôn rồi. Dạ em tặng đi, em mở ra coi ý nghĩa là gì. Dạ một trái tim ạ. Dạ. Cái này thì em muốn tìm một cái trái tim để mà đi hết cái đoạn đường đời của em á. Nói chung là tặng trái tim là đó là cái tình cảm chân thành của em. Thì dù là chưa biết như thế nào nhưng khi vừa gặp em thì những cái đó thì em cũng đón nhận cái tình cảm chân thành của em. Em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh cũng đẹp trai, hiền, thật thà. Anh thì mới gặp em lần đầu. Dạ. Tuy nhiên là anh thấy em cũng rất là đẹp gái, xinh gái, dễ thương. Dạ. Thì đây là một cái tình cảm mà anh muốn đến với chương trình này. Thì cũng mong rằng em cho anh một cơ hội. Cái giọng em rất là hay, em biết hát Thuyền và Biển không? Dạ em biết hát ạ. Tại sao không hát cái đó tặng cho riêng người yêu của em? Ơ hay nhỉ? Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mới mong nhường nào. Hát rất hay. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu, về đâu. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dạn vỡ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dạn vỡ. Nếu từ ra thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Hay quá trời ơi. Bây giờ mày nói gì với Khoan đi. Anh cảm nhận của em sao? Thì em dễ thương. Anh có ngại quen người lớn tuổi không? Anh không có quan trọng về cái thể chất mà mình hình dung bên ngoài. Nói chung là sao cũng được, nhưng miễn là có tấm lòng hiền lành, chịu khó, biết yêu thương, đại lượng vị tha và giàu lòng tình cảm, trung hậu thật thà và dám yêu anh. Hà có dám không? Hà, anh định một câu coi Hà có dám không? Dám, nhưng mà em ngại quen người nhỏ tuổi. Tại vì không, người ta sẽ bỏ mình đó, phụ nữ thì cũng không ngại. Anh cũng không ngại, anh cũng giới thiệu với em. Thì bà xã anh là giáo viên, nhưng bà xã anh cũng lớn hơn anh 2 tuổi. Đó là... Cái chuyện mà Hà ngại đây không phải là ngại gì, mà ngại là nhỏ hơn, sau này bỏ cổ nữa. Hứa gì với Hà cứ đi nói Khoan lớn lên cho mọi anh người. Anh sẽ không bao giờ bỏ em vậy đó, hứa đi cho Hà tin anh đi. Anh sẽ hứa với em trước người lính
và tất cả các bạn cùng đến đi khán phòng, là anh sẽ yêu thương em và chăm lo và cho các con em là có mang lại một cuộc sống hạnh phúc nhất. Đặt cái niềm tin với cha mẹ hai gia đình hai bên cũng như là đồng đội của anh có mặt hôm nay. Em cảm nhận gì anh rất là chân thành. Em cũng không nghĩ là anh lấy vợ là lớn hơn 2 tuổi, tại vì ở trong miền Nam này hầu như là người ta không thân thích lấy vợ lớn tuổi hơn. Hồi nào vậy? Em cảm nhận như vậy đó, với lại khoa học người ta chứng minh là phụ nữ thì suy nghĩ trước đàn ông tới 4 tuổi là. Em hỏi chị Dân kìa, kinh nghiệm đó. Hồi nào vậy, tôi đứng kế bên cô là tôi cũng vậy đó. Ừ. Đây tôi còn hơn tới 3 tuổi lần đó mà nãy. Nếu mà có kết hôn thì em không biết là mình còn khả năng sinh sản hay không, mình cũng không biết. Nhưng còn, mà em mong muốn không? Em cũng mong muốn lắm. Còn đó, làm nhanh nhanh còn đó. Ừ, làm liền. Nếu vậy là làm liền là còn á, đảm bảo luôn. Nếu em có nhu cầu thì khả năng thì anh nghĩ là cái đó nó cũng mang lại cái tình thương yêu và trách nhiệm chia sẻ, nó có cái sự gắn kết trong gia đình, cái tình yêu nó sẽ nảy nở và nó sẽ có cái cầu tiến để chúng mình có được cái chiều dài trong cuộc sống. Anh hy vọng nó sẽ tốt hơn. Bây giờ anh hỏi thật Hà nè, trái tim mình có một chút nào nó rung động, có một cảm tình gì với chú bộ đội này không? Dạ có. Dạ có. Có không? Dạ có. Có là ngon rồi. Hai người nắm tay cho thử coi. Chỉ cần có là được tay, rồi. Không có bắt tay. Hai cái tay nắm như không phải, hai người nắm xen tay vô vậy nè. Trời, nắm tay tôi cũng chỉ nó chết rồi. Không phải chơi thì chơi cũng bắt. Trời ơi, nắm tay mà chưa biết nó chết rồi. Cảm giác sao hả? Cảm giác hả? Vậy cảm giác nó tay anh thì nó lạnh mà tay em thì nóng. À, Hà có tin tưởng chú bộ đội này sẽ làm bờ vai vững chãi đi đỡ đần cho Hà không? Em tin. Bây giờ nè, đâu hai người ôm nhau thử cái coi cho nó ấm áp coi. Ôm chặt vô. Ôm chặt vô Hà, đứng yên nguyên. Ôm cao tự ôm sao đâu dưới mông vậy. Đó. Ôm chặt vô coi Hà. Em cảm thấy Hà cảm nhận thế nào? Dạ thấy em. Dạ thấy em. Thấy thích không Hà? Thích không? Thích. Thích. Rồi vậy là ok rồi. Được rồi. Bây giờ để tay nút bấm đi. Đó, chuẩn đó, bị. Đó. Một. Về một nhà. Hai. Tay về một nhà. Ba. Ba. Yeah. Hai chiếc cặp rồi. Đứng lên. Đó chỉ là thủ tục thôi. Nắm đi nắm, giờ nắm thiệt rồi đó. Đó. Trời ơi, cái đồng hồ cặp cưng quá. Đẹp quá à, cưng á. Rồi. Xin phép gì cho hôn trước mắt thì đây. Lần đầu tiên thì được gặp em thì xin phép gì cho con xin được ôm hôn em. Em có đồng ý không? Đây, ôm chặt đó. Vô hôn nhờ, ôm chặt vô hôn. Hôn má nè. Chặt vô, quyết liệt, mạnh lên để nguyên. Lại chưa. Bên kia nữa. Hai bên luôn. Hà hôn lại. Khoan. Hay ngại không? Không có. Ở đây không có gì là phải ngại cả nào. Em hôn. Đợi nó nào, hai ba. Cứ cúi xuống. Trời ơi. Ta cùng nhau sông pha lên đàn tìm buồn từ xa, ta người đồng bằng biến tô non sông từ nay ra chi. Hello mọi người, mình là Mai Sơn, hãy tìm mình trên Speakable nhé. Ông Vân và Quỳ Linh xin trân trọng kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin mời quý vị, chúng ta hãy đến với cặp đôi đầu tiên. Em đang là bà mẹ đơn thân.
Em có hai bé. Cũng lỡ lần đò anh có ba đứa con. Em là người khá là lanh lợi và rất là thông minh. Mọi thứ cái em biết chút chút nha. Mình nóng ở mức độ điểm mấy ạ? Anh nóng chắc mức độ cỡ 1, 2 em ơi. Bây giờ xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Rồi, ngồi lên. Rồi, mời thằng gái giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, và gửi lời chào tới quý khán giả xem đài của khán giả trường quay. Và đặc biệt xin gửi lời chào tới anh bên cạnh, người lạ ơi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vương Phi Yến. Năm nay em 39 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em thì em đang là hiệu trưởng của trường mầm non. Em tên Dương, Dương Nhân Đắc. Năm nay 45 tuổi. Dương lên đây xem rung rung quá, xem rung rung quá. Rung quá ha, thoải mái lên nào. Dạ. Em đến đây chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh đẹp trai và chị Hồng Vân đẹp gái. Chào em. Đắc làm nghề gì? Làm công ty xây dựng. Rồi mình làm ở đâu vậy? Dạ, em ở Bình Chánh anh. Quê Đắc ở đâu? Dạ, ở Sài Gòn. Sài Gòn. Đó, em nói về mình đi, ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là đầu tiên là em là một người phụ nữ có cái sự nhẫn khá là tốt. Người thường nghe những cái pháp thoại mà hiểu về trái tim. Em là người khá là lanh lợi và rất là thông minh. Thì trong công việc thì em thực hiện khá là tốt. Khuyết điểm của em thì thứ nhất là em hay dễ tin người. Hai nữa là em hay quên vị trí đồ vật, chìa khóa và thẻ xe này kia mà giao cho em là em sẽ liền mất tiêu. Cái khuyết điểm nữa là em cũng hay dễ bị xúc động và dễ bị tủi thân. Các ưu điểm của điểm thế nào? Dạ, ưu điểm của em thì thích nấu ăn. Em cũng mọi thứ cái em biết chút chút nha. Dạ, khuyết điểm em hơi nóng tính chút xíu. Nóng thì anh đánh giá ở mức độ từ 1 tới 10 thì mình nóng ở mức độ điểm mấy ạ? Chắc anh hả? Anh nóng chắc mức độ cỡ 1, 2 em ơi. À vậy hả? Vậy là hơi hơi nóng thôi đúng không? Xíu đáng không đáng kể em ơi. Hãy cho biết một chút xíu về tình duyên đi. Bên gái trước đi, em nói đi. Em cũng chia sẻ thì hiện tại em đang là bà mẹ đơn thân. Em có hai bé, bé gái thì 14 tuổi, hiện tại đang sống với ba. Em thì đang sống với gia đình và nuôi bé trai 5 tuổi. Lý do là tại sao em chia tay? Thì cuộc hôn nhân của em thì kéo dài hơn 10 năm. Em là khi yêu và kết hôn thì chỉ một người đầu tiên. Thì trong quá trình sống chung thì dần dần em nhận ra thì em gặp một người đàn ông không trưởng thành, cố gắng là vì con, nhẫn nhịn vì con, sống vì con. Và cũng bước ngoặt của cuộc đời của em là khi em làm việc ở một nơi họ dẫn dắt em về giá trị thiền và hiểu về cái cuộc sống vợ chồng. Có đôi lúc chính là cái cuộc chia ly nó sẽ mang tới hạnh phúc cho cả hai người. Và khi em hiểu ra cái chuyện đó thì em thay đổi cuộc sống bản thân mình. Và nó đã cho em cái kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Còn dạ. Bên Đắc thì sao? Dạ, bên đây em cũng cũng lỡ lần đò anh, có ba đứa con. Dạ, lớn nhất cháu ngồi dưới 18 tuổi, nhỏ nhất thì 7 tuổi. Em một mình nuôi ba đứa con. Ồ, em tuyệt vời quá vậy. Chia tay nhau lâu chưa? Dạ, được 5 năm rồi. Muốn tìm một người yêu thế nào nào? Em chỉ cần là biết chăm sóc, thương yêu ba đứa con em và mẹ em là được rồi. Không có đòi hỏi gì, chỉ cần cưng ba đứa con. Cưng ba đứa con và cưng mẹ nữa. Mong muốn của em về cái người một nửa còn lại của em. Sau cái trải nghiệm của hôn nhân thì em mong muốn cái người đàn ông cùng với em, thứ nhất là có công việc làm tốt, có trách nhiệm của gia đình. Ước mong có một người đàn ông giống như anh Quyền Linh, tất cả mọi việc là vì vợ và vì con, sống hết mình vì gia đình. Nói chứ anh chắc là đã có 80% là giống như anh Quyền Linh rồi đó. Dạ, em cũng cảm nhận như vậy. Em chào anh Quyền Linh. Chào cô giáo, chào hiệu trưởng. Dạ, em chào anh. Rất là xinh ha. Anh không nghĩ là em có gia đình hai đứa con đâu nha. Dạ, cái body nó vẫn chuẩn. Dạ, dạ. Một cô hiệu trưởng rất tự tin. Dạ. Anh nghĩ rằng ngoại giao tốt đó. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi rồi mình cho gặp mặt ha. Đúng dạ, rồi. Em xíu nha. Em đang quan sát và em đoán hình như bé áo trắng là con gái của anh. Đúng không ạ? Đúng rồi đó. Cô chào con. Dạ, lời đầu tiên nói là chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Con thấy là cô Nhi rất là dễ thương, xinh gái. Con ủng hộ cha đăng ký này. Mong muốn cha là tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Chỉ cần là cô yêu thương cha con là
Con cảm thấy vui à. Trời cảm ơi. Ơn con rất là nhiều. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Rồi rủ thì giờ ba con lấy vợ về, ba con thương vợ nhiều hơn thương con rồi sao? Dạ thì con cũng lớn rồi, cũng biết tự lo cho bản thân rồi, nên là ba con muốn yêu thương cô thì con cũng chấp nhận. Trời ơi cưng quá đi. Cho bên gia đình đàn trai phát biểu một câu em. Tôi là dượng của cháu Đắc. Thì trước hết xin chào tất cả quý vị và hai MC. Ở Đắc là cháu của tôi. Thì tôi thấy cháu còn rất nhiều cái điểm mạnh mà cháu không chịu nói, nhưng mà tôi phải nói. Cháu rất là hiền và thành thật. Tôi chả thấy cháu nóng cái chỗ nào cả. Tôi thấy là vừa một mình nuôi ba đứa con gái 5 năm nay rồi, một ba mẹ già, nhưng mà cháu vẫn không có cái gì là có vẻ nóng nảy bực mình. Cháu như cô đơn như vậy. Vợ chồng tôi mới yêu thích chương trình này nhiều, cái nào cũng coi. Thành ra vợ tôi mới đăng ký lên, dạ. Và động viên cháu có cả sự ủng hộ của con Đắng nữa. Dượng sẽ nhận xét về cô gái này. Dạ. Dượng không cần đòi hỏi cái gì, thấy hai con quá xứng đáng, đẹp đôi. Nhưng mà cái ưu điểm mạnh của bên này, dạ, con phải ghi nhớ rằng đã đi dạy học như thế này và có tấm lòng biết chia sẻ và biết cảm thông, cái điều quan trọng nhất ở chỗ đó. Dạ. Và cả hai bên đều có con cái, chúng ta sẽ là một gia đình mạnh nhất nếu hai cháu tiến tới. Hay quá. Dượng ơi, Dượng hay quá, Dượng ơi. Đến đây chương trình thì em có hai người thân của em. Thứ nhất là bạn thân, với thứ hai là đứa em gái ruột của em. Em chào anh. Dạ, chào em. Chị em thì hơi lớn tuổi một xíu. Có một cái khuyết điểm nữa mà chị chưa nói là chị nói hơi nhiều nha anh. Dạ đúng. Không, anh cũng, dạ, nói anh cũng hay nói nhiều mà. Dạ dạ rồi. Ảnh thì bề ngoài là rất là đẹp trai luôn á. Nãy chị nói em nó cứ dơ, cái ghét, cái thần vậy thái. Còn, rất là giống bên trong đó. Thì em không biết, để chị em tự tìm hiểu lấy nha. Hay quá, hay quá. Rồi, hay đó. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đúng nha. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mở rào. Chúng ta cứ thoải mái trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn nha. Rồi, anh chào em. Dạ, em chào anh. Dạ, anh có món quà và dạ, tặng em. Dạ. Chưa gặp mặt nhưng mà trùng tên. Trùng họ anh. Không, trùng tên luôn em. Là sao? Tại con anh cũng tên Yến. Dạ. Mà cái người mà để anh thành lập công ty cũng tên Yến. Nhưng mai mốt đừng có về la con rồi. Nhưng mà em cũng tên Yến nữa, hình như này có cái gì đó. Và em cũng chia sẻ là sau khi ly hôn, vì có khả năng tiếng Anh cho nên em cũng quen bạn bè trên online qua mạng và những cái người nước ngoài. Thì sau một thời gian em nhận ra là cái sự trung thực họ không có, và sự không có sự nghiêm túc. Thì theo anh thì người phụ nữ họ cần gì khi yêu? Phụ nữ cần trước người đàn ông. Vì sao hình như em gặp cũng thấy cảm giác rung rung quá. Cảm giác thì người đàn ông bờ vai để cho người phụ nữ dựa vào. Dạ còn gì nữa không ạ? Sao giống trả bài vậy trời? Cô giáo bị bệnh nghề nghiệp rồi. Khi dạ. Yêu người phụ nữ cần gì? Dạ cái này lâu quá em quên rồi. Thôi. Đầu tiên thì cái ấn tượng đầu tiên của em thì em rất là hạnh phúc vì một người đàn ông hy sinh cuộc sống của mình để chăm lo ba đứa con. Với em là đó là cái điểm cộng đầu tiên mà em nhìn nhận về anh. Và cảm giác thứ hai thì em cảm thấy em có cảm giác hạnh phúc khi em nhìn thấy anh. Dạ, anh cảm ơn em. Vậy là quá đủ rồi. theo em thì nếu mà hai đứa có thể đến với nhau thì em có muốn muốn kiếm sanh thêm một em, một cháu nào nữa không? Dạ. Theo em. Về mặt cơ thể thì em vẫn là người mẹ có thể sanh con rất là bình thường. Còn về cuộc sống thì để có thêm nữa hay không thì em nghĩ cả anh với em đó là một cái sự bàn bạc thống nhất. Nếu như anh muốn thì em đồng ý. Ok. Chấp nhận. Bây giờ thì đồng lại là anh đang suy nghĩ điều gì về cô gái đối diện và anh mong muốn thế nào, anh nói cho cô gái biết đi. Nói thật lòng mình. Yến đây thì dễ thương, phong cách em cũng rất là thích.
Cũng muốn hy vọng được hai đứa của anh hai người anh không quan hệ anh đâu nói quan hệ anh à, dạ. Hai người có mối quan hệ tốt à, đẹp, mối quan hệ tốt đẹp anh làm em lẹo lưỡi. Chuyện mua hay lắm. Nào Yến có thể thể hiện một chút cái tài năng của mình. Em mời anh. À, em mời chị Hồng Vân. Rất cha, cái chị múa hả? Dạ không, cái này là mình chỉ có lắc lư cơ thể một chút thôi chứ không có múa gì nhiều đâu chị. Mà đây là bài nhảy của cái điệu nhảy Chicken Dance ạ. Ok, stop nhẹ. Hay quá. Rồi, nhìn thẳng vô cổ mà thê hát cũng được. Đó. Đó. Trời ơi. Bắt đầu. À, bây giờ nếu mà tỏ tình thì em ngồi. À, em ngồi anh đứng nha. Đó. Em ngồi anh. Lùng quá. Anh lấy bình tĩnh tí xíu nha. Anh xin thề yêu mãi em mãi thôi. Ông e ấp quá, ông mạnh mẽ lên cho tôi coi. Ôi có, hôm nay cho em run gì ơi. Nhưng ngoài em đâu có run đâu, hôm nay em vô đây em run quá. Thì gặp đúng đối tượng rồi đó. Anh xin thề yêu em mãi thôi. Yêu em nằm say suốt đời. Yêu em nằm say suốt đời. Em nằm bồ của anh đẹp trai dễ thương. Ôi cho em run vô đó luôn. Em lên. Ủa bây giờ đọc ai hát vậy? Em đọc luôn anh ơi. Em đọc luôn anh ơi. Trời ơi. Lên hát đi, hát. Thôi anh giúp mà em phụ mà em. Ủa sao phụ được trời. Chuyện yêu đương ông làm với tôi phụ sao được. Vậy anh. Anh biết sao không? Sao? Em khớp quá hả? Lặp lại nè, 2, 3, bắt đầu. Trời, em chặt quá anh ơi, trời em chặt. Nói là bài hát nó cũng được nữa. Bắt đầu. Anh thề là anh sẽ yêu em suốt đời. Trời đó, ơi. Vậy thôi, rồi. Thề yêu em suốt đời. Em là số 1 của đời anh. Đó, em number 1 à. Rồi. Được rồi, mình để tay nút bấm đi. Dạ thôi, vậy em ưu tiên bấm luôn nha. Thôi rồi. Đâu có nút rồi, em bấm luôn à. Bên đàn gái, chuẩn bị, chúng ta suy nghĩ cho kỹ. Quyết định là của trái tim mình. 3 2 1 hết thời gian. Chúc mừng. Hay lắm, bạn lệnh lắm. Chúc mừng nha. Không có bắt tay nữa. Không có bắt tay. Đây là mình nắm tay. Nắm luôn anh. Hai người này lấy nhau gì vui lắm nè. Ồ, vui lắm luôn á. Dạ xin phép đàn gái cho anh xin hôn chị em cái nha. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Speak Couple nhé.